Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thầy sẽ chia sẻ cho quý vị cái phần là không quy y Phật có được về với Phật không. Và đây cũng là cái câu hỏi thắc mắc của một vị Phật tử hỏi thế này: thầy ơi, nếu con không có quy Phật thì chết đi có được về với Phật không, hay quy y Phật thì còn đọa địa ngục không? Xin thầy giải đáp. Quý vị thân mến, là một cái người mà quy y Phật với một người không y quy y Phật có khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau cái thứ nhất là cái người mà không có quy y Phật á, thì người ta không có thọ trì năm cái giới cấm, cho nên cái nghiệp ác á, họ dễ gây tạo nhiều hơn. Còn người quy y Phật rồi đó thì cái thọ trì năm cái giới cấm, cho nên cái nghiệp ác á, là họ sẽ làm ít hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái người có quy y Phật á, thì là họ sẽ gieo duyên lành với nhà Phật, thì đời đời kiếp kiếp dầu cho bất kỳ ở nơi đâu họ cũng gặp được Phật. Có nghĩa là sanh ra ở bất kỳ cảnh giới nào thì họ cũng có thể là gặp được Phật Pháp để họ tu hành. Như vậy thì cái người mà quy y Phật á, thì cái tâm người ta hướng về Phật, do đó người ta hướng thượng hơn là người không quy y Phật. Người không quy y Phật dĩ nhiên cũng có người hướng thượng, nhưng mà họ không hướng thượng hoàn toàn. Họ hướng thượng chỉ có được có một phần nhỏ thôi. Còn gặp những cái lúc khó khăn, lúc nguy nan thì là họ không có hướng thượng. Cho nên là những người quy Phật luôn luôn lúc nào họ không hướng thượng. Còn cái việc mà về với Phật thì ở đây quý vị hỏi về với Phật là như thế nào? Câu hỏi này nó hơi là trừu tượng. Chắc có nghĩa là quý vị nói là nếu không có quy Phật thì không biết có được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hay không, phải không? Đó gọi là về với Phật. Chứ về với Phật là sao? Cái câu về với Phật là chẳng qua là câu dân gian thôi. Ví dụ như người nào mất thì người ta nói là cái người này về với Phật. Như vậy đó. Chứ Phật là ngày Niết Bàn mà, thể Niết Bàn. Cho nên mình đâu có về được cái thể Niết Bàn được. Cái người nào tu chỉ có ba cái quả vị là được về Niết Bàn thôi. Thứ nhất là quả vị A-La-Hán. Thứ hai là quả vị Bích Chi Phật, có nghĩa là độc giác Phật á. Và thứ ba là quả vị Phật chánh đẳng chánh giác. Thì có ba cái quả vị đó về Niết Bàn thôi. Cho nên chúng ta không lọt vào trong ba cái quả vị đó thì chúng ta không thể thể nhập Niết Bàn được. Cho nên nói là mình về với Phật, tức là về với Niết Bàn thì không thể về đâu. Còn ở đây quý vị có hỏi, tức là chúng ta nói về với Phật là về với đất Phật. Đất Phật là đất nào? Đất Phật là cái nơi mà có Phật, có nghĩa là cái nơi mà Đức Phật hiện diện, cái nơi mà Đức Phật đến để giáo hóa độ sanh, thì đó được gọi là đất Phật. Như vậy thì mỗi khi chúng ta về với đất Phật, ví dụ như là ở trong kinh diễn tả là có thế giới Đông Phương, có thế giới Tây Phương, có thế giới Nam Phương, Bắc Phương, Thượng Phương, Hạ Phương, vân vân, có nghĩa là nhiều cái thế giới khác nhau. Cho nên chúng ta nói về với Phật có nghĩa là ở cái nơi mà có Đức Phật ngày ứng thân quá thân ở tại nơi đó. Ví dụ như ở cõi Ta Bà mình ngày xưa khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế thì là đất này là đất Phật, có nghĩa là ở tại cõi Ta Bà đất Phật. Còn mà đất Phật vào thời Đức Phật thì Đức Phật giáo hóa ở cái miền Trung của Ấn Độ, ví dụ như đất nước Ma Kiệt Đà, rồi ngày sanh ra thì ở đất nước Kapilavastu, tức là thành Kattilavệ, vân vân. Thì ở nơi nào có dấu chân Phật thì nơi đó là đất Phật. Cho nên ở đây đó quý vị muốn nói là sau khi chết có được về với Phật không? Chắc có lẽ là sau khi chết có được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ không?
Chứ còn mà được về với Phật vậy Niết Bàn thì không về được đâu. Nghĩa là chúng ta phải là quả vị là A-la-hán giải thoát hoàn toàn, hoặc là quả vị Bích Chi Phật, có người độc giác Phật, hoặc là quả vị Phật chánh đẳng chánh giác thì mới có thể về với cảnh giới của Niết Bàn của mười phương chư Phật được. Như vậy thì ở đây mình có thể về cái cảnh giới của Tây Phương, Nam Phương, Đông Phương, Bắc Phương, thì gọi là cảnh giới chư Phật lập quốc độ để cứu khổ chúng sanh. Như vậy một người mà có quy y Phật và người không có quy y Phật thì có được về hay không? Cái người mà về với cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là không phải nằm ở chỗ quy y, mà nằm ở chỗ cái tâm nguyện. Nghĩa là mình có tâm nguyện về đó hay không? Cái đó là cái thứ nhất, là mình có tâm nguyện về đó hay không. Cái thứ hai là mình có niệm Phật để đi đến nhất tâm bất loạn hay không. Cái thứ ba là mình có một lòng tin vào Đức Phật A Di Đà, cảnh giới Đức Phật A Di Đà hay không. Cho nên đó quý vị á, là chúng ta nói rằng á, là một cái người, nếu người quy y Phật mà người đó người ta không có cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, rồi người đó không có niệm Phật đi đến đối cảnh vô tâm, tức là nhất tâm bất loạn, và người đó cũng không có đủ lòng tin với Đức Phật A Di Đà, cho nên cái người đã quy y Phật mà không đạt được ba điều kiện đó thì cũng không có giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tức là về gần Phật được. Còn nếu một người mà không có quy y Phật mà họ là cầu nguyện giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, họ niệm Phật A Di Đà đến nhất tâm bất loạn, rồi họ một lòng tin vào Đức Phật A Di Đà và cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, thì họ cũng được Đức Phật A Di Đà phóng sanh tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương. Về phương diện lý thuyết là như vậy, nhưng mà ở thế gian á, cái gì cũng vậy hết á, nó có điều kiện cần và đủ. Ví dụ như mình mà muốn tin Phật, mình muốn niệm Phật, rồi là mình muốn cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì cái người đó thường là người Phật tử. Cái người bình thường ta không có làm vậy. Người bình thường ta đâu có tin Phật, hoặc là ta có tin Phật nhưng ta cũng đâu cầu giảng sanh đất Phật chi. Người con Phật thì người ta mới cầu giảng sanh về đất Phật, chứ người không phải là con Phật thì họ cũng không có cầu giảng sanh về đất Phật. Rồi là họ không phải là người con Phật thì họ đâu có niệm Phật đi đến mà kiểm soát tâm mình đến nhất tâm bất loạn đâu. Quý vị mình nói lý thuyết là lý thuyết như vậy, nhưng trên thực tế thì cái người mà niệm Phật là hầu hết là người con Phật, tức là người đã quy y Phật, ít gì cũng phải quy y trên hai hình thức. Đó là hình thức thứ nhất á, là quy y trên tướng, phần thứ hai là quy y trên tánh. Quy y trên tánh thì gọi là tự quy y đó. Sau những cái bài kinh thì chúng ta có tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh, tự quy y Pháp đương nguyện chúng sanh, tự quy y Tăng đương nguyện chúng sanh. Quý vị thấy không? Tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Người ta có cả ba cái quy y, mà tự quy y tức là ở trong lòng của mình đó là hướng về với Phật Pháp Tăng. Còn là quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng là phải có một ông thầy, ông truyền tam quy ngũ giới cho mình. Thì đó là có một vị thầy bên ngoài. Còn vợ là tự tâm của mình hướng về. Khi mà ông thầy ở bên ngoài chỉ bảo giảng dạy cho chúng ta hiểu, rồi lúc đó tâm của mình đó mới hướng về với Đức Phật, hướng về với Pháp của Phật, và hướng về mười phương tăng chúng. Cho nên đó là mình quy y Tam Bảo. Cho nên quy Tam Bảo trên tánh và trên tướng. Trên tướng được có pháp danh. Ví dụ như ông thầy, ông truyền tam quy ngũ giới cho mình, bởi là con tên họ là gì đó, xin nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nghĩa là như vậy là ba lần. Cho nên nguyên văn của tiếng Pali là Bút Thăng Saranang Gacchami, rồi Thầm Măng Saranang Gacchami, Sành Khăn Saranang Gacchami, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.
Như vậy thì quý vị thấy là quý y có hai cái dạng. Một dạng là chinh tướng, là được ông thầy truyền tam quy cho cái người đệ tử đó, là phát tâm trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng. Cái thứ hai nữa là truyền ngũ giới. Ngũ giới tức là năm cái giới cấm Đức Phật cấm người cư sĩ tại gia. Nếu là người Phật tử tại gia thì không được làm năm cái việc đó, là không được sát sanh, không được trộm cướp, không được là tà dâm. Nó lớn nhất ở thế gian nó làm mình có chồng có vợ ngoại tình rồi là không được nói dối. Ngoài ra còn không được nói thiêu dệt, đâm thọc, ác khẩu, rồi không được uống rượu để mà làm cho cái tâm trí mình bị mê mờ. Cho nên năm cái điều không được đó chúng ta không có làm, đó gọi là ngũ giới cấm. Thì một cái ông thầy ở thế gian vị tỳ kheo mới truyền cho người cư sĩ tại gia, thì đó gọi là quy Phật Pháp Tăng ở trên tướng. Ngoài cái quy trên tướng ra, mình hiểu được rồi, đầu cái tâm mình hướng về, mình tự hướng về Phật, tự hướng về Pháp, tự hướng về Tăng, là một lòng như vậy thì mình mới trở thành người con Phật, gọi là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, là trở về nương tựa nơi bổn tánh Phật, tức là đánh thức cái hạt giống Phật, đánh thức cái hạt giống mà hiểu biết về tất cả các pháp, đánh thức cái hạt giống có khả năng tu để thành thánh ở trong tâm của mình thì đó là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Cho nên một người có hai cái tính chất quy y về tánh và tướng thì người đó mới hướng về Phật, mới tin Phật, mới niệm Phật, mới muốn về cảnh giới Phật. Còn bình thường một người mà không có quy tam bảo, không có quy ngưỡng tam tôn, tức là không có hướng về chư Phật, chư Bồ Tát, không hướng về kinh sách của nhà Phật, không hướng về các vị hiền thánh tăng, vân vân, thì liệu người đó có cầu giảng sanh Tây Phương nơi đó gặp Phật, gặp Bồ Tát ở đó không? Quý vị, người ta có tâm Phật, người ta hướng về, người ta mới cầu về. Còn không có tâm Phật, không hướng về thì họ không có cầu về. Nhưng mà nếu mà quý vị là hỏi câu hỏi nếu, nếu quý vị hỏi câu hỏi là nếu, nếu mà mình không có quy y nhưng mình cầu giảng sanh Tây Phương, mình niệm Phật A Di Đà, đi đến nhất tâm bất loạn, mình tin Phật A Di Đà, có được giảng sanh không? Nó có, chắc chắn trăm trăm không có quy y gì hết. Nhưng cái người quy y là điều kiện cần và đủ để là chúng ta niệm Phật giảng sanh. Còn người không có quy y, họ không có đủ lòng tin và họ cũng chẳng có muốn về cảnh Phật nữa, tại không quy Phật, họ đâu phải con Phật, mà không con, không là con đâu có muốn về nơi quê cha, hiểu không? Ví dụ con mới về gặp cha chứ giờ không phải con người dân muốn về sống với người dân, đâu có chuyện đó, ít gì cũng phải sống người thân của mình chứ, đúng không? Như vậy thì mình là người con Phật, là người Phật tử, là người con Phật, thì cái chuyện mà mình sanh về cảnh giới Phật hoặc là nơi nào gặp Phật, gặp Pháp, gặp những hiền thánh tăng, gặp những bậc trưởng thượng, những vị trưởng lão, hoặc là gặp những vị tỳ kheo, những vị sơ quả, nhị quả, tam quả, vị Bồ Tát, là cái đó là điều mình mong ước, là cái điều mình mong mỏi. Cho nên quý vị là thấy rằng là nếu mà cái người nào mà không quy tam bảo thì người đó khó lòng mà hướng về tam bảo mà tu lắm. Cho nên có một cái chú ở trên Tây Ninh, chú tu, chú nói là tất cả là tự tánh, tự tâm của mình thôi. Ví dụ như tâm mình giác ngộ thành Phật, tâm mình mê chúng sanh vậy. Cho nên ổng không quy y gì chứ, là ổng tu à, tu à, tôi tu tự tánh tự tâm, tu vậy là không quy y chứ, tự mình vậy cái hỏi ổng sao ổng không quy y. Ổng là Đức Phật ngày xưa ổng có quy y đó, ai đâu thành Phật đó, hiểu không? Đức Phật đâu quy y, ai đâu thành Phật đó. Mình không thể so với trí tuệ của Phật được, có nghĩa là mình không có ngang trí tuệ của Phật được. Đức Phật có đủ trí tuệ để không cần thầy chỉ dạy, ngài có thể tu đắc quả. Nhưng mà mình không có đủ trí tuệ để không có thầy chỉ dạy mà tu đắc quả là mình làm không có được đâu. Có ông thầy chỉ dạy nè mà còn tu quá là trồi lên sụt xuống nè, đúng không? Có ông thầy chỉ dạy không phải một ông đâu, nhiều ông lắm, nghe pháp cả chục cả trăm ông luôn. Rồi quy y, thầy quy y nữa, rồi thầy y chỉ sư nữa, nhiều lắm, nhưng mà cũng trồi lên hụp xuống, lặn hụp ngáp ngáp nè, đúng không? Còn đằng này không thầy chỉ dạy, lấy đường đâu biết pháp, đường đâu tu. Nhưng mà Đức Phật không thầy chỉ dạy,
Tại sao? Tại vì Đức Phật trí tuệ Ba La Mật quá lớn. Do Ngài tu quá là Ngài nhiều A Tăng kỳ kiếp. Cho nên Đức Phật Ngài tu quá là nhiều A Tăng kỳ kiếp. Cho nên cái trí tuệ của Ngài á, là nó đủ rồi, không cần ai phải dạy nữa. Tại vì cũng không ai có khả năng dạy Ngài. Trí tuệ Ngài hơn rồi còn dạy gì nữa. Dạy để mở mang trí tuệ đúng không? Mà bây giờ cái người dạy cho Ngài không đủ trí tuệ như Ngài, còn dạy sao mở cỡ nào nữa giờ? Đâu còn mở được Ngài nữa đâu. Cho nên các vị thầy mà dạy Ngài trước đó đó là bó tay hết. Dạy đâu 10 ngày, 20 ngày, nửa tháng à. Ngài hỏi lại mấy câu là nín thinh luôn ở ngoài đời nghe. Có nghĩa là hoàng cung á, là lúc đó là vua Tịnh Phạn với sai rất là nhiều cái vị thần công thần á, dạy làm thầy dạy nổi tiếng thời đó đó, dạy văn toán lý hóa sử địa ngoại ngữ rồi đó. Đại loại cái đó là thầy tự chế thôi chứ không biết dạy lúc đó môn gì. Nhưng trong kinh á là thường hay nói là cái môn là các cái môn kinh kinh Vệ Đà, kinh Upanishad, rồi dạy mấy cái môn thiên văn rồi địa lý vân vân, trong kinh thì nói đề cập như vậy thôi. Nhưng mà ngày nay thì mình dịch ra chắc gọi là các cái môn học mà ngày nay văn toán lý hóa sử địa ngoại ngữ xã hội học rồi vân vân. Nhưng thời đó có môn nào dạy môn đó. Như vậy thì dạy mấy ngày à, là Bồ Tát Thái Tử á, biết chân à, nghe là dạy biết nhanh lắm, dạy hiểu cái cốt lõi của nó là cái gì đó. Nên dạy thời gian à, thì Ngài từ cái hiểu đó Ngài mới suy diễn ra thêm trên cái logic. Nên học quay lại hỏi ông thầy không phải là vấn đề ông thầy dạy, mà Ngài hỏi ông thầy về cái sự ly suy luận của Ngài trên cái nền tảng của ông thầy dạy đó. Mà cái đó ông thầy chưa có suy luận tới, cho nên mấy ông thầy ngã mũ chào thua luôn, không trả lời được. Thậm chí Ngài đi tu có hai ông thầy A-đa-lam và Ức Đầu Lam Phất đó, dạy các cái tầng thiền định đó, thiền định vô sở xứ và phi tưởng tưởng xứ. Nhưng mà Ngài hỏi thì hai ông thầy cũng lắc đầu luôn, trả lời không được. Cho nên đó là Ngài quyết định Ngài bỏ đi đó, Ngài tu đó. Ngài tìm thầy, hai ông thầy nổi tiếng nhất, giỏi nhất thời đó, không trả lời được cái câu của Ngài hỏi. Cho nên đó là Ngài bỏ đi. Ngài vẫn cảm ơn hai vị thầy đó và Ngài vẫn bỏ đi. Sau khi đắc đạo Ngài vẫn nhớ tới hai vị thầy đó để về độ hai vị thầy đó. Nhưng mà cuối cùng hai vị thầy đó đã mất trước đó rồi. Cho nên đó, quý vị thấy đó, là mình không thể so với Đức Phật. Đừng có so Đức Phật. Noi gương Đức Phật thì được. Noi gương chí Đức Phật Thích Ca thở trước. Vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Có nghĩa là noi gương theo Ngài thì được, nhưng mà không thể so sánh với Ngài được. Bây giờ ví dụ như nói là Đức Phật bỏ nhà bỏ cửa đi tu, mình cũng giống như Phật bỏ nhà bỏ cửa đi tu, là không phải. Noi gương đi tu thôi chứ không phải noi gương bỏ hết tất cả đi tu. Mình không đủ cái năng lực để bỏ hết tất cả đâu. Cho nên Ngài đủ năng lực, Ngài bỏ hết tất cả danh vọng bạc tiền, vợ đẹp con ngoan, lâu đài thành quách, Ngài bỏ cái một, tức là cái năng lực của Ngài lớn vậy đó, mình đâu có đủ. Cho nên mình đủ năng lực xuất gia đi tu hoặc là cư sĩ đi tu thôi. Còn á, chúng ta không thể bỏ hết à, đi cũng còn dính cái này dính cái kia, ở nhà cũng dính này dính kia. Như Ngài bỏ cái một, bỏ sạch bách, bỏ hết. Cho nên đừng có bao giờ mà so sánh với Phật về cái phương diện xả bỏ, về cái phương diện giác ngộ. Đừng bao giờ so sánh. Là Đức Phật á, Ngài á, như cái chú ở trong quận 3 đó, mẹ già, vợ có 2 đứa con, chú là lao động chính gia đình, chú đòi bỏ chú đi tu. Mà mẹ của chú, chứ không phải là mẹ vợ đâu, vợ á, chú ở với mẹ già, với người vợ, 2 đứa con, chú là lao động chính gia đình. Ông làm lương tháng 15 triệu, người vợ làm tháng mấy triệu đó mới tập trung vô 2 đứa nhỏ đi học với lo cho gia đình. Nhưng cuối cùng ông đòi ông bỏ đi tu. Ông bỏ tu vô chùa, thầy phân tích. Ông la không được đâu, ông bỏ chưa không được đâu. Ông là gì chứ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bỏ ra làm sao? Bỏ cửa, bỏ nhà, bỏ vợ, bỏ con đi tu đó là sao? Tại sao á, là bây giờ mình không có làm gì được? Nói bây giờ nè ha, Bồ Tát Thái Tử bỏ vợ con đi,
thì vợ con của Bồ Tát sống làm sao? Trời ơi, sống như là Thái Tử Phi mà, đúng không? Vợ của là Bồ Tát là Thái Tử Phi, còn con của Bồ Tát là Hoàng Tử. Như vậy Hoàng Tử với Thái Tử Phi được cả trăm cả ngàn người hầu hạ, muốn mặc gì mặc, muốn ăn gì ăn, chỉ có cho có tinh thần buồn chút thôi. Còn là đâu ra đó hết tất cả cái người ta lo hết trơn rồi. Là ngày bỏ đi đó, ngày bỏ đi người ta đâu có đói ngày nào đâu, đúng không? Còn bây giờ mình bỏ đi nè, hai đứa con đi học tiền đâu đóng học phí, tiền điện, tiền nước, tiền nhà, lỡ mẹ mình bệnh ai nuôi, rồi tiền đâu chị bệnh cho mẹ, trong khi bà vợ làm cắt cổm công nhân tháng mấy triệu làm sao nuôi nổi ba người ở trong gia đình vậy mà mình bỏ đi. Cho nên là tại sao mà Thái Tử bỏ được mình bỏ không được, là tại vì mình khác, không thể so sánh với Phật. Hoàn cảnh xuất thân mình cũng đã không bằng rồi, đừng nói là trí tuệ. Hoàn cảnh xuất thân ngài là con vua, hoàn cảnh xuất thân của mình đó là một công chức thôi, hiểu không? Cho nên mình còn đang đi kiếm cơm mà, cho nên không thể so sánh được. Quý vị đừng có so sánh, giống hình như chú Đà Lạt 19 tuổi, ông quyết bỏ hết, ông ra ngoài rừng ông tu ngoài đó. Ông tu 3 ngày 3 đêm, ông tính là ngồi đó 49 ngày đêm ông thác đạo luôn. Ông ngồi 3 ngày 3 đêm trời nó lạnh đó, ông bị cảm, ông nằm dưới gốc cây, ông bò vô đâu nổi, tái lét mặt mày chân. Cái ông kia ông đi làm rẫy sao đó, ông thấy được, ông chở đi bệnh viện cấp cứu, chứ thôi chết ở ngoài rồi. Đó, người đó đó ông bỏ là Bồ Tát tham thiền nhập định 49 ngày đêm không ăn không uống. Ông cũng làm y vậy, ông ra ông ngồi. Nhưng mà người ta có phương pháp. Bồ Tát thứ nhất á, là cái phước quá lớn. Cái thứ hai nữa là Bồ Tát có cái ý chí mạnh. Thứ ba nữa là có phương pháp tu. Tức là đến ngồi cội cây Bồ Đề là Bồ Tát đã có phương pháp tu rồi, ngày mới tới đó. Còn bây giờ mình có nắm vững pháp tu không? Sức khỏe mình có đủ không? Phước mình có đủ không? Sức khỏe mình có đủ không? Bồ Tát tu 6 năm trong rừng không chết nổi kìa. Nghĩa là không có gì ăn á, uống nước ở dưới là kinh gạch không đó, mà cái sức khỏe của ngài còn vượt qua được 6 năm ở trong rừng á. Còn ngài có 3 ngày hả? Quý vị tới ngày thứ 3 thôi, bây giờ mình so với Bồ Tát không? So được không? So Đức Phật được không? 6 năm trong rừng đó, không có cơm nước gì hết á, ăn trái cây rồi ăn vừa là đơn giản vậy thôi á, mà chịu đựng được 6 năm. 6 năm, 1 năm 365 ngày. Hiểu không? Như vậy á là 300 ngày là gấp 100 lần ông này có 3 ngày hả? 300 ngày gấp 100 lần rồi ha. Rồi á là thêm á là 65 nữa. 65 gấp thêm 20 lần nữa. Như vậy gấp 120 lần. Là 1 năm thôi gấp 20 lần ông này. Mà Bồ Tát ở 6 năm vậy á là gấp 720 lần. Ông này ông thua Bồ Tát cái độ 720 lần. Đó, nếu mà so sánh với Bồ Tát á, vì mà ông dám á, là làm y Bồ Tát 49 ngày đêm bỏ hết ra rừng ngồi gốc cây để tu đắc quả, thấy không? Ông đã thua Bồ Tát tới 720 lần về tất cả các thứ. Vậy thì làm sao so sánh? Phải chi á, Bồ Tát á, 100 mình 90 rồi mình còn so sánh được, nó gần. Còn đằng này mà thua tới 720 lần lên. Thua tới 720 lần, mình tính đi, Bồ Tát 6 năm không bệnh không hoạn, không chết. Mà ổng có 3 ngày xém chết rồi, sao mày so với Bồ Tát mà bỏ nhà bỏ cửa đi ngồi gốc cây. Mình thấy không? Mình đưa ra cái bài toán gì là mình sẽ thấy mình không thể so sánh được với Bồ Tát. Sức khỏe không đủ, phước không đủ, ý chí không đủ, nghị lực không đủ, và trí tuệ, và cái con đường ai dám mắt gá, tức con đường đạo cao thượng không đủ để mình đi trên đường đó. Nên mình đi con đường vòng, đi đường khác, đi niệm Phật cầu vãng sanh đâu nè, làm đi lòng vòng đó. Nên có nhiều người đã trời ơi sao tham thiền nhập định tu la hán luôn ở đó, niệm Phật vãng sanh. Có gì hiểu không? Mình không thể nào đủ phước, đủ ý chí, đủ nghị lực, đủ trí tuệ ba la mật như một vị a la hán. Cho nên tôi đi đường vòng, hiểu không? Còn nếu mà chúng ta đi y như các vị a la hán thì mình sẽ chết ở rừng chứ không thành thánh được. Là tại sao sức khỏe đâu giờ vô rừng tu uống nước với đường mương đi, rồi mới thấy một ngày rồi mũi nó cắn ngày, kiến nó cắn ngày. Bữa trước thầy qua Ấn Độ nè,
thầy thử thôi chứ thầy không phát tâm. Như là đó, thầy thử một đêm, thầy tính thử một đêm á, thử một đêm ngồi dưới gốc cây, ra ngồi gốc cây trời ơi sợ ma muốn chết luôn, ngồi sao thấy ghê quá à. Ngồi thầy ngồi nè, bắt đầu ngồi đâu có 8-9 giờ đó, ngồi túm túm cỏ rồi nha, ngồi trời ơi ngồi nó kiến nó cắn ở dưới này còn mũi nữa cho nó chích đây nó chích kia, lấy áo nó phủ lại, rồi bắt đầu chút gió nó lạnh nha. Ở Ấn Độ đó ban đêm gió nó lạnh mà trời ơi bữa nó lại mưa phùn nữa chứ, nó mưa mà mưa không lớn, mưa tạt tạt mấy hột thôi, nó dính vô mặt mình cái giống hệt như cái lưỡi lam xé, cái hạt mưa nó dính vô gió nó thổi vô cái chỗ hạt mưa đó, nó lạnh mà nó xé cái da mình giống hệt như tính đâu lưỡi lam gạch vậy đó, nó khủng khiếp cái thời tiết ở tại Ấn Độ luôn. Rồi ngồi chút xíu cuốn gối vô, sao ngồi nổi đi một ngồi không nổi nữa. Như vậy thì mình á bỏ nhà bỏ cửa các vị A-la-hán ở rừng đi khất thực một ngày còn không nổi nữa kìa. Chứ ngày hồi đó hồi thời Đức Phật á rất là nhiều người chết ở tại rừng đó, chứ không phải là không có đâu. Đó, ông ấy ăn uống chúng thực rồi đó. Ví dụ cái ông mà để lấy sắp y đó là ông ăn uống chúng thực đó, nghĩa là đi khất thực từ sáng cho đến trưa rồi về mới ăn cái thức ăn đó. À, mình thấy là 4-6 tiếng đồng hồ rồi ăn thức ăn đó mà người ta xớt gì vô, xớt gì vô, xớt gì đồ ăn của người ta đó, rồi tùm lum hết trộn lại nhau vậy đó người ăn, nên nó dễ cái bao tử mà yếu yếu cỡ mình mà ăn không tiêu rồi ăn bao không bao tử sáng uống trà đá rồi không được nè, rồi ăn dầu mỡ rồi không được đó. Ở đó người ta có gì người ta xớt cái đó, có dầu có mỡ rồi cá chiên hay là đồ chiên đồ nướng đồ xào là người ta xớt vô hết, mà xớt gì ăn đó đâu có bỏ. À, quý vị chúng sanh cúng dường mà đâu có bỏ miếng nào đâu. À, ăn vô mà đâu có thuốc men gì đâu, nhầm khi ăn vô sình bụng á, không phải chơi đâu. Rồi ăn xong rồi uống nước đâu, uống nước ở dưới đường kinh. Chứ đâu có bình thủy, đâu có nấu nước gì đâu. Đâu có là cái lu lóng nước gì đâu, không có. À, quý vị ngủ nằm ở dưới đất, nói thiệt á quý vị đi chùa nè. Nằm ở dưới nền gạch này nè, có chiếu người ta trải nằm một đêm, về bữa sau nó ghim cái mình, từ cái mình mà nó ghim xuống, về mà còn lấy cái ống mà giác hơi đó, giác á. Giác còn thấy chưa được ở trên phía cổ mình giác đâu được, nên còn cạo gió trên cổ mà dưới giác hơi bầm dập mình mấy chừng á, là mới có nằm dưới đất có một đêm, là nằm ở trong nhà đó nghe, nằm dưới đất mà người ta nằm dưới gốc cây. Mà đâu có chiếu gì trải đâu. Nằm cái đồ mặt này nằm tiếp xúc dưới đất luôn, chỉ có lấy cỏ độn lên chút thôi. À, lấy cỏ độn thôi. Mà cỏ đó là cỏ khô nữa, là tại trong cái giới luật nhà Phật tỳ kheo cấm nhổ cỏ. Đâu có được nhổ cỏ, đâu được bứt cỏ. À, quý vị lấy cỏ khô á, cỏ khô xung quanh á mới tấn nè, cũng đâu có được bẻ cây bẻ lá. Trời ơi Đức Phật á. Trời ơi, không phải đơn giản đâu. Vậy mà ngủ năm này qua năm nọ ngày A Nan sống 120 tuổi, ngủ dưới đất sống 120 tuổi là tại sao? Tại các ngài thiền định, cái tâm á thiền định làm cái thân có sức khỏe đề kháng tăng dữ dội lắm. Còn cái thân mình mà ở đó mà suy nghĩ này suy nghĩ nọ hồi một quá là gió nó nhập vô cho chết. Còn các ngài ở trong cái trạng thái của thiền định, cho nên chống lại được cái cơ thể mình, nó sẽ chống lại. Ví dụ như những cái vị tỳ kheo ở tại Tây Tạng á, là những cái vị đó đó ta ở trong những cái thang ca, tức là những cái cốc nhỏ ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn á. À, như vậy thì á là người ta ở trên đó ta tu hành. Khi ở trên đó là người ta tu hành nó tới cái mùa lạnh á, tức là tới cái mùa mà băng giá. Các vị ngồi một chỗ luôn, đi đâu được đâu, nó đóng băng. Ngồi một chỗ nhập định cái là băng nó bao phủ luôn, bích luôn, hết luôn. 3 tháng trời rồi các ngài mới xác định, chứ không nhập định là chết liền ở đó liền. Là tại ở nơi đó băng tuyết phủ, cho nên không nhập định cái cơ thể mình chống không nổi. Tại đâu có lò sưởi, đâu có áo ấm gì đâu. Các ngài ngồi nhập định nè, rồi tuyết nó bao phủ đó. Do hơi nóng trong lúc nhập định ra thì khoảng 1 mét xung quanh đó là nó không phủ được. À, tuyết nó không có đóng băng bao bọc xung quanh cái nhà ở trong vậy đó. 3 tháng sau qua cái mùa tuyết phủ đó thì các ngài mới xả định
mới đi khất thực tiếp. Như vậy cái người nào mà không nhập được định lên đó là chết liền là tại chỗ. Cho nên những người lên trên đó là toàn là những vị nhập định được không à. Còn không nhập định là ở dưới tầng dưới, ở dưới chân, ở phía dưới này. Còn lên trên đỉnh đó, bởi vì người ta mới nói là đỉnh đó, đó tu gì gọi là tu đỉnh đó. Nó là ở trên đỉnh đó đó, mới chịu nổi chứ không, ở dưới đất là chịu không nổi. Cho nên đó là thầy á, ngồi dưới gốc cây ở tại Ấn Độ, một lần một à, bắt đầu mình mới nhớ tới tăng đoàn vào thời Đức Phật. Mà trong đó có các cái vị tỳ kheo ni nữa chứ, ni nữa chứ không phải tăng không đó. Ở thời Đức Phật có ni xuất gia nữa đó. Mà người ta vẫn ngủ dưới đất, ngủ dưới gốc cây mà mỗi người một gốc cây. Sợ ma cũng đủ chết. Nó thiệt á, ban đêm mà gió thổi hiu hiu, người gốc cây nha, rồi á, kiến bò, rồi á, dượng hú, chim kêu, trời lạnh, không có cái gì ăn, lúc đó mà đói bụng gần chết. Chứ không phải bây giờ á, đêm đêm rồi xé bọc rồi ra, ha, ngồi nhơi, xem tivi, đâu không có đâu. À, quý vị, mình mới thấy là cái đời sống tu tập lúc đó khủng khiếp lắm nha. Người ta là diễn ly gọi là tới cùng mà tới bến á. Chứ không phải là như đời sống mình tu sướng lắm. Tu điện thoại, tivi, rồi nước ngọt, rồi trái cây, rồi máy lạnh, không thôi quạt máy. Đó, có gì e, nhầm khi còn chê chứ, phòng nóng nóng còn chê nữa. Đó, là chùa này phòng nóng quá, đi chùa khác rồi ha. Đó, kiếm phòng ngon ngon, ở đây nấu ăn dở quá, đi chỗ khác, đâu chùa nào nấu ngon ngon ha. Chỗ này tu khó quá, đi chỗ khác tu dễ dễ ha. Chỗ này tu không có ai hộ thất, chứ đi chỗ khác có người hộ. Đó, quý vị, hộ thất nghĩa là gì? Người ta lo cho mình hết, mình cho cái việc ngồi chổng tu không á quý vị. Hoặc ngồi chổng chơi người ta không đâu biết, đâu tới giờ người ta đem cơm tới thôi. Đó, quý vị, thôi đừng ham. Trừ trường hợp mình làm không nổi thôi, chứ mình làm nổi mình làm đi, mắc nợ người ta. À, quý vị, tự mình cũng là người, người ta cũng là người tự nhiên, người ta làm hết cho mình. Trừ trường hợp là mình làm công việc khác, nó mất hết thời gian, cho nên người khác phải lo mình phần đó, thì mình lo lại công việc khác cho người khác, thì cái đó không sao. Còn mình ngồi mà ở không, chơi không nghe, mà người ta lo cho mình là tiêu à. Quý vị hiểu không? Do đó mà mình phải tu tập, mình hồi hướng lại cho người ta, thì mình không có thiếu nợ. Cho nên một cái người mà muốn được về với Phật, có nghĩa là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị, thì người đó phải quy y Tam Bảo. Không quy Tam Bảo là người đó không có tin tưởng, cho nên người đó không có học pháp tu. Quý vị tin đi, cái người nào quy y Tam Bảo là con Phật rồi kìa, mà còn làm biếng học pháp tu nè. Quý vị nhớ câu gì? Phật tiên á, thì luống cầu mong theo thầy, lại sợ tốn công lại quỳ. Cho nên quý vị đã là quy y Tam Bảo rồi, trở thành người con Phật rồi kìa, mà còn làm biếng nghe pháp, làm biếng tu rồi, chứ đừng có nói mà không có quy y. Người không có quy y tôi đâu có trách nhiệm gì đâu, cho nên đâu có cần đâu. Chẳng qua cảm tình với Phật giáo thì thôi, gặp Đức Phật cũng xá xá xá, gặp quý thầy cũng xá 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 gì xong. Chứ người ta đâu có nghiên cứu kinh sách, tại người ta không ở trong cuộc. Người ta không phải là người trong cuộc. Người ta đâu có tìm hiểu gì. Người ta đâu có cố gắng tu tập gì đâu. Cho nên trên lý thuyết á, thì một người mà có quy Tam Bảo hay không quy Tam Bảo đều tu đắc đạo. Nha, trên lý thuyết là gì đây? Người có quy Tam Bảo hay không quy Tam Bảo đều có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Nhưng trên thực tế cái người không có quy y thì không có thấy ông nào tu đắc đạo chứ. Chỉ trừ Phật ra thôi, trừ ông Phật thôi. Không có quy y. Không có ông nào tu đắc chứ. Tại không có quy y thì người ta đâu có tu đâu đắc. Mình hiểu không? Tại người quy Phật người ta mới hướng đạo Phật ta tu, chứ người không quy Phật ta đâu có hướng đạo Phật ta tu đâu đắc. Quý vị hiểu không? Ta đâu có tu đâu đắc, có tu mới có đắc. Mà người nào tu, người quy Phật nó mới tu. Quý vị có thấy người nào mà không có quy Phật, tức là ít gì cũng phải quy y trên tâm, có nghĩa là tự quy y. Ngoài tướng không có quy y, nhưng mà trong tâm có tự quy y, có nghĩa là trở về với Phật giác ngộ, với bản tánh thanh tịnh, với cái tâm tu tập của mình, ít ra cũng trở về trong tâm. Cho nên quý vị thấy vậy thôi. Với người không quy Tam Bảo, người ta tu không có đắc là tại vì người ta không có tu.
và không có duyên lành với Tam Bảo, không có gieo duyên lành Tam Bảo á quý vị, không quy Tam Bảo thì kiếp sau á không có gặp Phật pháp. Sanh ra vậy chứ không có gặp Phật pháp. Quý vị có nghe kể cái cụ già sanh ra cùng thời Đức Phật luôn, mà cổ đi buôn bán á, dùng này dùng kia. Khi Đức Phật sanh tại thành Ca La Vệ đó thì vị đó mới đi dùng khác. Khi Đức Phật á, thành Phật á, đi giáo hóa dùng này á, thì người đó đi bán ở dùng khác, đi bán vòng 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 cả đời không bao giờ được gặp Phật, không có duyên á. Đức Phật sanh ra tại Ấn Độ chứ đâu phải người nào Ấn Độ cũng gặp Phật đâu. Cái người nào có duyên mới gặp Phật. Có duyên nghĩa là gì? Đã gieo duyên ở trong nhiều đời nhiều kiếp, gieo duyên với nhà Phật, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. Thì người đó có gieo duyên lành với nhà Phật. Thì nhiều đời sau á, nếu Đức Phật Ngài xuất hiện ở cõi đời chỗ nào mà mình sanh đúng chỗ đó thì thế nào cũng gặp Phật, là tại vì chúng ta có gieo duyên với Tam Bảo. Còn bằng không, không có gặp được Phật. Mà không gặp được Phật á, thì làm sao biết được pháp tu. Cho nên người đó cũng không tu thì cái luân hồi sanh tử sẽ đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Nhưng mà tu tập nó có hai cái phạm trù. Cái thứ nhất á, là sau khi chết người đó được về cảnh giới an vui. Cái thứ hai á, là khi sống mà người nào có tu thật sự á, là người đó sẽ an ổn, an lạc hơn là người không có tu. Tại sao? Cái người tu người ta hiểu đạo. Cho nên hiểu đạo họ thấy thế giới này vô thường, thế giới này khổ, họ không chấp thủ nữa. Họ thấy thế giới này nhân duyên, có duyên nhiêu người ta cũng trân trọng, hết duyên á thì người ta cũng trân trọng. Thế giới này là hợp tan, tan hợp nhân duyên. Cái đủ duyên á thì đến mình đuổi cách mấy nó cũng không đi, mà hết duyên á mình níu kéo cách mấy nó không ở lại. Cái đó duyên là gì đó, cho mình á, thấy cái duyên đến mình đừng có đuổi, mà hết duyên đừng có níu, hãy để đó tự nó đến tự nó đi, mình vẫn trân trọng, là đó gọi là tùy duyên. Cho nó đến á, nó có duyên đến với mình rồi mình đuổi nó đi cũng đuổi đâu được đâu, tại duyên nó chưa hết thì chỉ có đau khổ đôi bên thôi. Còn á, mà nó đã hết duyên rồi mình níu kéo, níu không có được đâu, nó đã hết rồi níu gì nữa, cũng đau khổ cả đôi bên. Thậm chí cái đồ vật mình cũng vậy, nhà cửa cũng vậy, hay là con người cũng vậy, nó cũng có duyên. Cái gì mà sở hữu của mình là có duyên với mình á. Rồi mình kẹt tiền quá mình bán nó, mình tiếc hồi hụi thôi, hết duyên rồi đi, tiếc gì. Quý vị hiểu không? Có những người á, đất đai đó, ông bà để lại mấy trăm năm nay, tới đời mình bán sạch bách thiếu nợ. Rồi ngồi đó tiếc, ngồi đó uổng, ngồi đó gọi là tội lỗi, là không duyên à. Hết đời mình cũng để lại cho người khác vậy, mình không bán chắc đứa khác nó cũng bán thôi. Mà nó bán cũng sở hữu người khác thôi. Đất này đâu phải của ông bà mình. Trước khi của ông bà mình chắc cũng của người khác á. Hiểu không? Ông bà mình nếu mua hoặc là khai quang quý vị, rồi cuối cùng nó thành cái của mình. Rồi cái của mình túng tiền quá à bán, lúc đó mình ngồi mình khổ đau dữ lắm, mình nợ nần phải bán. Nên là thôi, nên có nhiều người á quý vị giữ cái duyên này nè, ở dưới Long An đây chứ đâu. Cái người chồng bệnh tốn rất là nhiều tiền, mất đi dây tiền á, còn lại một chục con đất thì có đứa con ở chung. Cái ông chồng mất nợ lại số tiền bạc trăm triệu đó, đứa con mà tiền dây, đứa con là thôi thôi má, má bán bớt một con đất đi để trả hết nợ đi. Mà là không, tao chết thì thôi, tao còn sống là mày đừng có đụng tới một con đất nào của tao. Mà quý vị thấy mà tiền mà dây, dây bạc 5 phân hay gì đó, nó khủng khiếp lắm. 100 triệu là một tháng 5 triệu, một chục tháng 50 triệu, 20 tháng đứt 100 triệu, thấy không? Đó, mà để 2, 3 năm, 3, 4 năm, coi để nó chồng chồng lên bứt mấy con đất kia nữa nè.
bà vừa mất cái nó bán sạch cho coi, chứ không bán lấy trả nợ. Nó thừa kế thôi, 10 công bán 1 công trả nợ đi, tiền đó cũng tiền trị bệnh cho chồng mình, đâu phải tiền ăn chơi đâu. À, quý vị, nhưng mà người ta chấp thủ, người ta không có nợ. Của cải của mình đó là của cải mãi mãi vậy đó. Cái đó là thường kiến chấp thủ. Có trên đời là mãi mãi đâu. Nó còn duyên nó ở với mình, nó hết duyên nó cũng ra đi, với ở trong tay với người khác. À, vậy thôi chứ có làm sao đâu. Nên đó, chúng ta tùy duyên thôi. Có nghĩa là đủ duyên thì đến, đừng xua đuổi. Hết duyên ra đi á, đừng có nuối tiếc. Mà cái nào mình cũng trân trọng, đến cũng trân trọng mà đi cũng trân trọng. À, cái sự hợp tan, keo nó còn dính á, thì nó dính chặt. Đấy mà nó khô keo, nó hết dính, mà mình cứ đưa nó lại cho nó dính, làm sao nó dính, nó dán được. Hết keo rồi mà lấy gì dán, hiểu không? À, nên đó, quý vị kệ nó đi. À, cuộc đời mà ở đó mà lây quay à, mình đuổi ra lây quay, kéo vào lây quay, đuổi ra, hết cuộc đời quay qua quay lại bạc trắng mái đầu, quay qua quay lại nhăn nheo già cả chân mấy chục năm đâu. Thầy nhớ mới có hôm nào thôi à. À, mới hôm nào thầy còn nhỏ xíu, thầy đi ruộng, đi ruộng, đi gãy, đi làm ruộng với ba thầy. Lúc đó là nhớ thầy có lớn đây thầy, 3 tuổi, trời ơi, con đĩa nó đeo, con đĩa trâu đeo mà từ ở trên bụng mà nó đeo dài xuống tới đầu gối á, có nghĩa nó dài vậy đó, con đĩa trâu á. Ờ, thầy khóc cả buổi luôn, tới giờ còn nhớ con đĩa nó, nó ba lớn nó đeo dài xuống thấy ghê luôn, đĩa trâu ở trên nó có ngạnh nữa chứ, thấy ghê lắm. Tới giờ mình là còn nhớ luôn, gọi là ám ảnh luôn á. Nhỏ xíu như mà đâu có bao lâu đâu, tới giờ không có bao lâu chứ, tới giờ thì trời, quý vị thấy không? À, mấy chục năm trời trôi qua nhanh như tia chớp, xẹt xẹt, sáng lây quay tới chiều, mới sáng 7-8 giờ tranh thủ mà khám bệnh người ta, khám chưa xong bệnh nữa mặt trời lặn rồi, quý vị thấy không? Lây quay cái gì mà mình chờ đợi nó lâu, còn cái gì mà mình làm liên tục cũng nhanh dữ lắm. Hết người này tới người khác, hết này tới người khác, mà chưa hết người nữa, còn sắp hàng già, vậy là mặt trời lặn luôn. Lây quay cái sẹt một cái. Đó là ngày vậy, mà sẹt 365 ngày gì năm. Mà sẹt 100 lần năm đứt đợi. Vậy thôi, mà nói 100 là mình cho cái giá cao á, nghe. Chứ bây giờ là không đủ, không tới đâu à. Cho giá cao 100 rồi chứ giờ không tới 90. Cho chưa không tới 70. Sợ không tới 7 nữa à. Hiểu không? Bây giờ là qua thấy trẻ trẻ không, đưa ung thư giai đoạn cuối di căn đâu không, mà chắc kéo lết kéo không nổi quá. Hiểu không? Cho nên ta giật mình, nè, ta lo tu đi. Nè quý vị, công phu tu tập ở đó mà kéo mà gắn, ở đó mà đẩy mà xua. À, quý vị đến đi. Nếu kéo mà chi cho đời đau khổ kể đi. Duyên mà, đang học Phật pháp biết. Cho nên người học Phật pháp biết gì đó, quý vị, họ bình an. Cái người học Phật pháp họ nhẫn nhịn. Cái người học pháp họ từ bi, cái người học pháp họ hiểu biết về vô thường, khổ, vô ngã. Về quy luật của thế gian này, nó không có tồn tại mãi mãi thời gian. Nó có rồi nó cũng hết. Nó hợp rồi nó cũng tan. Cho nên người hiểu được vậy thường thường họ ít nói. Họ ngồi tĩnh lặng, họ nhìn cái dòng đời trôi, nhìn những cái mối tương quan qua lại giữa người và người và người với vật, nhìn những cái món mà nó sở hữu hoặc là không sở hữu. Nhìn sở hữu là cái của mình, không sở hữu là cái của người ta. Rồi bây giờ là cái của mình, nhưng chút xíu là thấy của người ta. Vậy giờ cái của mình lúc nào thành của người ta? Lúc mình thở là của mình, lúc tắt hơi là của người ta. Vừa tắt hơi lấy còn sạch bách, còn miếng. À, quý vị cho cưng cái gì cho giữ, nó lấy xe chùm mền, nó tắt hơi cái nó lấy bây giờ nó cho chùm mền, phải không? Ở đó chùm mền, ở trong quận 3 có ông đó mua xe SH, thằng con nó đi sinh nhật của bạn gái gì đó, năn nỉ ổng ba cho con mượn cái xe, không dứt khoát mày đi, em ra ôm đi mày, dứt khoát tao cho tiền mà đi ráp nè. Là không phải đi ráp, nói gì nữa, con không có tiền đi, con muốn chạy xe SH đi lấy quay với bạn bè nó.
mấy em nít nít nhỏ nhỏ khoái lấy quay ở bên ngoài, đeo vàng mặc đồ hàng hiệu SH hơi đó, khoái lấy quay bên ngoài. Còn người lớn tuổi họ không màng đó, họ màng cái gì? Mình có cái gì? Chứ họ không màng là bên ngoài như thế nào. Còn tuổi trẻ là họ rất là quan tâm bên ngoài như thế nào, mà họ không màng là họ có cái gì. Hiểu không? Nên đó quý vị biết, cái người trưởng thành á là cái người á, người ta thủ là họ hỏi mình có cái gì, chứ họ không hỏi là bên ngoài mình trưng diện cái gì. Do đó người nhỏ tuổi mà họ hướng về cái mình có cái gì là người đó trưởng thành. Còn người rất là lớn tuổi nhưng mà chỉ có trưng diện bên ngoài thôi, không cần mình có cái gì hết, là người đó vẫn chưa trưởng thành dầu họ lớn tuổi. Quý vị hiểu không? Cho nên đó quý vị, mình thấy nhầm khi đứa nhỏ thôi mà nó tính là nó có cái gì hơn là cái hình tướng nó như thế nào. Nói như vậy là để chúng ta hiểu được là người đang hướng về lượng và người đang hướng về chất. Cho nên cái người lớn tuổi đã trải giang hồ sương gió bao lâu, người ta hướng về chất, có nghĩa là cái này cái chất lượng nó thế nào chứ không phải là hình tướng như thế nào. Nhưng mà còn trẻ trẻ là hình tướng hết á, có nhiều tiền lại đi gọt càm, gọt mắt, gọt gì hết trơn, rồi nhầm khi ăn mì luôn cũng lấy tiền đi gọt. Không, ăn mì gói luôn cũng lấy tiền đi gọt, tức là người ta trọng hình tướng mà. Trong túi không có đồng bạc luôn, móc sạch đồng cuối cùng đi gọt luôn, móc đồng cuối cùng đi mua một hũ son môi luôn. Đó, chiều đó là ăn mài luôn, cũng là mua, ta tính hình tướng mà, bên ngoài gọt chuốt ngon là được, ở trong bụng không có gì ăn cũng chịu luôn. À, cái gì đó nè, mua bộ đồ mặc mua gì đó đại là chưng bên ngoài hết, cho đến một lúc nào đó nó giật mình, nó phải thủ. Ngày mai mình ăn gì, ngày mốt mình ăn gì, bắt đầu biết lo xa, bắt đầu nó lớn lên đó, bắt đầu biết ngày mai mình ăn gì, ngày mốt ăn gì, bệnh ai lo, ai nuôi, tiền đâu, rồi cha mẹ ai lo, cha mẹ mình ai lo, anh em, bắt đầu nó thủ từ từ từ, nó mót ngược lại, bắt đầu nó lớn ra đó. Đó là bắt đầu nó trưởng thành đó. Trưởng thành là vậy đó, nghĩa là nó tính, nó biết, nó lo. Như vậy nó không bị thất bại trong cuộc đời. Còn không trưởng thành á, không lo gì chân cửa, ngày mai đụng chuyện cái không có đồng bạc, lúc đó bắt đầu đi phạm pháp à, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp. Vậy chứ làm sao giờ? Đó, thấy không? Đó, một cái con đường mà nó không phải là con đường của bậc trí. Còn đường bậc trí người ta lo xa, đó gọi là nhân vô viễn lự tắc hữu cận ưu, có nghĩa là người không lo xa thì ắt phải buồn gần, là chỗ đó. Cái đó là nói về đời sống thôi. Còn nói về đời tu nè, ta lo xa là lo sau khi người ta rời khỏi cuộc đời này có gì mang theo. Có phước thì người ta phải mà làm phước, có trí thì người ta phải tu. Nên đó, phước thiện và phước trí, hai cái loại phước mà người ta cần phải tìm trong đời này, ta tranh thủ. Phước trí á, ta tranh thủ chéo chân kiết già thiền định, hoặc là ta ngồi ta niệm Phật để tâm mình được á, bình an, tâm mình á, không có vọng động, tâm mình không phóng dật buông lung, tâm thanh tịnh để đi đến có đạt được phước trí. Còn người ta làm công quả, người ta bố thí cúng dường hoặc làm công quả, hoặc là sử dụng trí tuệ tài năng của mình để giúp đỡ cái khác để được cái phước, thì cái đó gọi là phước phước thiện. Cho nên có hai cái loại phước, phước thiện, thiện và phước trí. Hai cái này không thể thiếu ở trên bước đường sanh tử luân hồi. Người nào có phước thiện thì người đó sẽ sướng tâm thân. Người nào có phước trí thì người đó được an ổn tinh thần. Người nào có phước thiện người đó sướng tâm thân. Cho nên cái người nào mà khổ thân người đó không đủ phước thiện. Cho nên bây giờ họ khổ thân, thiếu tốn tùm lum, thiếu nhà, thiếu cửa, thiếu xe, thiếu tổ, thiếu ăn, thiếu mặc. Người ta muốn cái gì cũng được chân á, mà mình muốn cái có cái không, cái đó là mình thiếu đó. Còn người không có, muốn gì cũng không có. Còn người muốn có cái không là mình thiếu phước thôi, chứ không phải là không có phước. Còn người không có phước với thầy muốn gì cũng không có chứ, là người không có phước. Còn người muốn có cái không là người thiếu phước. Còn người đủ phước á, muốn cái gì cũng có. Mình đang ở loại nào? Loại muốn cái có cái không là mình thiếu phước thôi,
Còn cái loại không có phước là tổn hết phước á, muốn cái gì cũng không có. Nên người ta gọi là ước mơ chỉ là mơ ước. Nó là muốn cái gì không có, muốn cái gì trên đời này không có. Muốn cái nhỏ nhất cũng không có, đừng có nói cái lớn. Cái đó là hết phước rồi đó. Còn người muốn 10 cái, có 2, 3 cái, 4, 5 cái, 7, 8 cái thì người đó muốn có cái không thì đó là thiếu phước thôi. Còn người mà đủ phước á, muốn cái gì cũng có. Cho nên người phước lớn chỉ cần ước cái có, cầu được ước thấy. Ví dụ như người ta phước về ăn uống đi, tức là phước về vật thực. Người ta thèm gì đó, trời ơi thèm bánh tằm quá. Ở đây không ai bán bánh tằm. Tự nhiên có ai lại đó người ta cho dĩa bánh tằm, hoặc là có ai bán bánh tằm đi ngang. Cái đó là có thật đó quý vị, chứ không phải là không có thật đâu. À, người ta ước người ta có chiếc xe XH người ta chạy. Ước lòng không có đồng bạc nào chứ. Tự nhiên cái mua vé số chúng sao đủ tiền XH mua luôn. Cái đó thầy gặp nhiều rồi đó. Nghĩa là cái phước của người ta đó, nó có. Cho nên người ta ước cái gì cũng có, người ta muốn cái gì cũng có, người đó đầy đủ phước. Nên cái người mà có phước thiện á, cái gì sướng tâm thân lắm. Còn cái người có phước trí á, họ hạnh phúc và an lạc lắm. Cho nên mình thấy người nào hạnh phúc an lạc là người đó có phước trí. Phước trí là họ có tu á, có độ ba la mật mới có phước trí. Không á, ba la mật không có phước trí. Nên người có phước tu họ hạnh phúc và an lạc. Tức là người có tu họ thường xuyên thiền định, thường xuyên nhẫn nhịn, thường xuyên phải lòng từ bi, thường xuyên á xả bỏ vân vân, thường xuyên tham thiền nhập định, thường xuyên niệm Phật, thường xuyên trì chú. Tức là họ có tu cái tâm của họ, họ hiểu đạo họ tu. Cho nên độ ba la mật họ tăng lên, trí tuệ họ tăng lên. Khi độ ba la mật và trí tuệ họ tăng lên á, thì họ hạnh phúc hơn và họ an lạc hơn. Cho nên khi nào mình không có hạnh phúc và an lạc, biết là độ ba la mật không có nữa. Thứ nhất tu không đúng, thứ hai tu dở, thứ ba không tu. Không có hạnh phúc và an lạc nên cấp này xong thấy tâm mình nó rối bời, tâm mình nó nặng nề. Nó bức rứt làm sao. Thấy lu muốn nhảy lu, thấy cầu muốn nhảy cầu, thấy sông muốn nhảy sông, thấy suối nhảy suối, thấy cống muốn nhảy cống. Rối bời, đó là người ta đang thiếu gì? Thiếu tu. Không có độ ba la mật, không có độ hạnh phúc và an lạc. Cho nên người mà có tu tập mà họ không có cái miếng gì ăn đây nữa, họ cũng hạnh phúc và an lạc nữa. Đó, quý vị. Có những người tu tập họ có phước trí rất lớn nhưng mà họ không có phước thiện. Tại vì đời trước họ tu tập, họ dành thời gian tu, không dành thời gian làm phước. Cho nên họ không có phước thiện mà họ có phước trí mà. Ví dụ như vị tỳ kheo đi với ngài Xá Lợi Phất đó. Cả đời đi khất thực không có gì để ăn chứ. Là tại vì đó là quả báo đó, ăn cắp đồ. Cả 5000 kiếp trước cái gì ăn cắp đồ của vị A-la-hán, ăn cắp bữa cơm của một vị độc giác Phật. Cho nên quả báo ổng cả 5000 kiếp sau toàn là nghèo đói. Cho nên ăn cắp cũng lựa chỗ ăn cắp nha. Ăn cắp gặp La Hán, gặp Phật, độc giác Phật, gặp chùa rồi ăn cắp một cái là rồi. Dễ như là đánh bài tiến lên mà con hai cơ với hai rô mà ra không được vậy đó. Gọi là thúi gì? Thúi hẻo hay gì đó rồi. Vô chùa ăn cắp đi. Bởi vì chùa mình cũng bị ăn cắp hoài nữa. Cắp tiền tâm bảo, ăn cắp này ăn kia này nọ đó, có vậy vô ăn cắp đi rồi mấy trăm kiếp gì sao ăn mài không, mà ăn mài mà xin không có, đừng nói đi làm. Bởi vì có những người đi làm đâu có được làm, giảm biên chế giảm chứ. Có ông Phật tử bên Mỹ, ổng hưởng welfare, hưởng cái tiền mà thất nghiệp á, cái hỏi sao không đi làm. Ổng lên thầy ơi thầy, con thương người ta con không đi làm, hỏi sao vậy? Con đi làm 6-7 công ty rồi, công ty người ta đang làm ăn ngon lành, con vô mấy tháng là nó dập tiệm, mấy tháng dập tiệm mà. Mà 6-7 công ty luôn á, ổng là tới giờ ổng hết dám xin, ổng thấy người ta đang yên lành lành, không dám xin vô. Ổng sợ nó bể, nó dập tiệm, nó gọi là nó sập tiệm nữa. Mà ổng nói thiệt luôn á, ổng là chắc giờ con tìm cái gì con tự làm quá, con tự bán, tự buôn, chứ giờ xin vô công ty người ta tội nghiệp, người ta ổng xin đâu, 7 công ty, công ty đều dập tiệm, mà có mấy tháng à.
ổng là không bao giờ trùng hợp vậy chứ á, ổng đổ thừa ổng. Ổng là cái số ổng sao á, là ổng xin vô đâu là chỗ đó banh, vô đâu chỗ đó banh à. Cho nên giờ á là ổng hưởng tiền thất nghiệp không, tháng 800 đồng ở Mỹ á. Người ăn gói ghém vậy thôi. Mà đâu phải ngon á. Trời, có nhiều người là trời hưởng tiền thất nghiệp bên Mỹ tháng 800 ngon quá trời luôn, về Việt Nam đổi ra cái 1-2 mấy triệu. Thấy không? Sống ngon rồi. Không có đâu. Lãnh cái đó cũng kêu đi làm cỏ, kêu đi làm này kia hoài đó, chứ không phải là người ta tới tháng cho, tới tháng cho đâu. Không là kêu đi làm cỏ, làm công cộng, đi chăm người già gì đó, thấy mình không có việc làm á. Rồi chỗ mà người ta thấy thất nghiệp, người ta cũng bắt mình đi làm này làm kia, chứ không phải không đâu, không phải cũng ăn tiền dễ người ta đâu. 800 mà 800 bên Mỹ sống không có nổi. Tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền uống, tiền đi. 800 bên đó xài không có nổi. Mình về đây thấy lớn, anh đổi ra 20 triệu xài tháng ngon à. Nhưng mà bên đó là xài không có đủ. Đâu không có gì. Ly cà phê 5 đồng rồi à, 5 đô ly cà phê rồi. 5 đô 100 mấy chục ngàn, trong khi ly cà phê mình có 10 ngàn bạc. Hiểu không? Cà phê mà xịn lắm cũng 10 mấy ngàn, dữ lắm ở dưới quê thầy ly có 8 ngàn, 6 ngàn à. Rồi mấy cái ở xóm bán còn 3 ngàn nữa kìa. Ly 2 ngàn nữa kìa. Nè không có gì. Cà phê đen ly 2 ngàn. Để miếng đường vô là uống khát nghẹt. Ly 2 ngàn không tùy. Còn mà cà phê nào mà ngon ngon thì mắc hơn. Tùy chỗ tùy nơi nha không có gì. Cho nên á, mình không đủ phước thiện á, là cái thân mình nó không có sướng. Cái thân sướng là gì? Không bệnh không hoạn nè, có quần có áo có xe có cộ nè, đẹp đẽ nè, khỏe mạnh nè, đó là thân sướng á. Còn cái tâm sướng là gì? Là có độ ba la mà có trí tuệ. Cho nên họ không có chấp thủ gì chứ, họ buông hết trơn à. Cho nên họ rất là hạnh phúc và an lạc. Là cái tâm sướng, cái tâm sướng là phải có tu, tu dữ lắm tâm mới sướng. Từ ngày nó sáng ra cái nó không chấp gì chứ, ai làm nó nói thôi là người đó kệ buông rồi đó. Ai nói làm nên có nhiều người là ông dễ quá, không phải dễ đâu mà tao buông đâu ông ơi. Hiểu không? Có nhiều người là sao ông dễ quá vậy, người ta phải làm gì cho khó lên chứ, này nó dễ gì. Dạ không có gì khó để làm gì. Dạ quý vị, khó làm gì. Cho nên á, nhiều người cũng nói thầy nè, thầy dễ quá vậy. Nên người ta làm gì mình cũng không la, không mắng, không thấy thầy la bao giờ. Người ta vua ông ơi, không phải người ta dễ. Chứ hồi xưa tánh thầy cũng khó chịu lắm. Đi làm việc chung mà ông nào mà nhúc nhích cái là chết thầy liền. Để ý sôi đồ dữ lắm, thánh sôi đó không phải chơi đâu. Đi cái tướng thì cũng sôi chứ đừng có nói mà làm phong cách làm việc làm biến là chết chứ thầy liền. Nhưng mà giờ thôi à, thôi tu buông bớt kệ đi, ai làm ai có công quả người đó phước, ai có tu người đó có hạnh phúc. Thầy nghĩ vậy đó, ai có công quả, ai có làm quả người đó có phước, ai có tu người đó có hạnh phúc. Mình cứ đơn giản thôi, họ không làm họ không phước, họ không có hạnh phúc. À, pháp thì mình cũng đã nói, việc mình cũng đã chỉ, khuyên mình cũng đã khuyên, chứ không phải là mình vô trách nhiệm. Khuyên cũng đã khuyên, chỉ cũng đã chỉ, pháp cũng đã giảng, vậy còn la mắng chửi làm gì nữa. À, quý vị, ai có làm thì người đó có phước, thì người đó được phước thiện. Mà có phước thiện á, thì thân sướng. Ai có tu thì có phước trí. Mà có phước trí á thì tâm được an lạc và hạnh phúc. Vậy thôi, tự mình à mấy cái thầy đưa hết rồi. Cơm thầy cũng đưa tới miệng cho ăn rồi thì cứ ăn đi. Pháp đưa tới tâm thì cứ tu đi. À, quý vị, chứ không phải là không đưa, thầy đâu có xẻng pháp. Đâu có giấu gì đâu. Đối với thầy không có bí kíp võ lâm. Không có bí kíp gì chứ, thầy biết gì thầy chỉ ra. Thậm chí thuốc cũng vậy. Thầy biết thầy bài nào chỉ về đó. Trời, có nhiều người la trời đi, mấy cái đó người ta giấu mà thầy đi chỉ. Giấu đi làm ăn tiền người ta hay gì. Thì mình cứ chỉ cho người ta làm đi, phải thuốc nam mà gì đồng giấu. Đó, quý vị có chiêu nào chỉ người ta chiêu đó đi, sợ mình không có chiêu á.
Không, có nhiều cái thầy không chỉ lắm là tại vì nó phức tạp quá, chỉ sẽ làm tầm bậy, là không đúng, hiểu không? Còn cái gì mà đơn giản thì chỉ. Còn nhầm khi nó phức tạp quá chỉ, hồi khi hiểu sai làm nó không đúng, cái nó khổ người ta thôi, chứ không phải là giấu. À, còn dế nữa, nói thì nếu quy y Phật rồi còn đọa địa ngục không? Đọa địa ngục không có dính gì tới quy y chứ nha. Đọa địa ngục là nằm ở chỗ ra đi với tâm sân. Lúc mà tắt hơi á, với tâm sân thì người đó đọa địa ngục. Nhưng mà tại sao ra đi với tâm sân? Là tại vì người đó thường xuyên nổi sân cho thành thói quen, nên tâm sân nó mạnh, lúc đó nó đánh nhau nó chiến thắng lúc tắt thở. Như vậy thưa thầy, lỡ cả đời con nổi sân, lúc nhắm mắt xuôi tay không nổi sân có đọa địa ngục không? Không. Là thưa thầy, cả đời con á không có nổi sân, nhưng mà lúc nhắm mắt xuôi tay con nổi sân có một lần một là con có đọa địa ngục không? Đọa. Tại nó tính là tâm đó mà, tâm nào nó dẫn đi mà. Nhưng dĩ nhiên trên lý thuyết là vậy, nhưng trên thực tế nó có sự tương quan. Bây giờ ví dụ như cả đời mình không nổi sân thì không có lý do gì khi chết nổi sân chứ á. Có nổi nữa nó cũng yếu hơn các tâm khác. Tại vì mình nổi tới nổi lưu hoài nó trở thành sức mạnh của nó. Tâm gì mình khởi lên hoài tâm đó nó mạnh, lặp đi lặp lại nhiều lần nó mạnh. Cả đời không nổi sân thì làm gì lúc đó có sân đâu nổi. Và nếu có nổi sân nữa cũng nổi yếu, yếu nó cũng thua thằng khác, khác nó sẽ dẫn. Hiểu không? Cho nên đừng sợ cả đời không nổi sân, lúc đó không nổi sân, không đọa địa ngục đâu. Tại vì mình nổi liên tục kìa, thì tâm đó nó mới lớn, nó mới mạnh, lúc đó nó mới chiếm đoạt được cái lúc mà xuất cái thần thức ra khỏi cái cơ thể của mình. Trên người ta thường hay niệm Phật cả đời, thì tới đó người ta nhớ tại niệm Phật, tại tâm niệm Phật nó mạnh. Cái gì lặp đi lặp lại nhiều nó mạnh à. Nên sám hối là gì? Sám hối là đừng có lặp đi lặp lại cái đó nữa, cái xấu nữa. Sám hối là gì đó? Sám hối là ngưng lặp đi lặp lại cái xấu để làm cho cái xấu nó yếu đi. Và mình phát huy cái điều thiện lành, điều tốt đẹp làm lặp đi lặp lại hoài. Dù niệm Phật hoài, thiền định hoài, học pháp hoài, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại công quả hoài, lặp đi lặp lại thì đó nó mạnh lên, nó lớn lên, lớn lên, lớn lên, lớn lên. Còn cái gì không nhắc đi không lại, từ từ nó quên, nó mất luôn à. Giống hệt như cái gì nè, mình không nhắc đi nhắc lại hỏi quên luôn. Thiệt chứ, những người bạn hồi xưa nè, học chung lớp mấy chục năm không gặp quên mất luôn. Thì mới gặp người bạn nè, học đâu lớp 2, lớp 3 đó, không nhắc lại. Thầy ngồi kế thầy xưa nè thầy, ai không nhớ luôn, ở trong ký ức không nhớ luôn. Rồi ông nhắc lại những cái ấn tượng đó, mình mới nhớ. Nhắc lại là bữa đó đó, là hai đứa mà là đi chơi vô lớp trễ đó, ông thầy bắt là nằm trên bàn quýnh lượt hai đứa, nhớ không? Nhớ tới đó, nhớ rồi đó. Bắt quýnh mà ông quýnh nghiệt lắm, ông quýnh mà ông kéo cái quần xuống quýnh trên mông á, hồi xưa đó, chứ không phải là quýnh trên cái quần mình thì còn đỡ đau, nghe cái gôi có nhúc xíu nè, mà kéo xuống. Quánh một lần một cái nó nổi lằn rồi thôi, lần sau là nghỉ, không dám luôn. Bây giờ thì không có quánh nữa, quyền trẻ em ngày xưa quánh dữ lắm. Thầy nhớ thầy học lớp 4, lớp 5 cái tay này. Làm bài tập á, kiểm tra bài tập 5 bài làm 4 bài, thiếu 1 bài quánh gôi, ham đá banh rồi đó. Đưa tay này mà cái gôi chút nhỏ xíu vừa được quất giót một cái, vừa lên quất rút tay lại, quất xuống đất một cái tăng lên 2 cây. Ông nào mà giật cái tay lại là tăng lên 2 cây, đọc vậy đó. Giật thêm lần thứ 2 tăng lên 3 cây, quánh vậy đó. Quánh tới ông thầy mà nào mà quánh là tới giờ ông đó lên, không có đứa nào mà không dám làm bài tập chứ. Nhưng mà nhờ vậy đó quý vị, học giỏi nên nó thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi, là ông bà mình nói có thật đó, kinh nghiệm sống đó. Cho nên những người á mà đọa địa ngục là người đó thường xuyên nổi lên tâm sân, thì người đó mới đọa địa ngục. Thường xuyên nổi lên tâm sân, lặp đi lặp lại hoài, lặp đi lặp lại hoài thì ổng lớn mạnh, ổng lớn mạnh lúc đó ổng sẽ chiếm chỗ, ổng ra đi. Ông Đề Bà Đạt Đa xuất gia tu với Phật luôn đó, ông cũng đọa địa ngục đó.
Cho nên đọa địa ngục hay không đọa địa ngục không phải chỗ quy y, mà là cái chỗ cái tâm mình dung dưỡng cho nó. Cái tâm nào nhiều lúc đó nó sẽ trổ ra và nó dẫn đi cảnh giới. Mà cảnh giới địa ngục là tâm sân. Quý vị đừng có nghĩ là tu rồi là không đọa địa ngục đâu, không có đâu. Vì vậy người ta mới hỏi tại sao là trong kinh sách, trong Tỳ Ni Lực Tạng nói là quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y Pháp rồi bất đọa ngã quỷ, quy y Tăng bất đọa bàn sanh. Quy y là trở vậy, là nương tựa, là tung kính, là làm theo. Ông có làm y như vậy không? Kiểu làm y như vậy không có đọa. Ông có trở vậy với Phật chưa? Ông có tôn kính Phật chưa? Ông có làm theo Đức Phật chưa? Đó gọi là quy y. Có làm chưa? Chứ không phải quy y là cái từ quy y lên đó quỳ đưa pháp danh này nọ gọi là quy y đâu. Mà quy y thật sự có chữ quy y là trở về nương tựa tôn kính làm theo Phật Pháp Tăng, thì người đó không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa súc sanh, đó là có thật đấy. Chứ trở về với Phật tối ngày tu hành không đọa đâu được đọa. Quý vị hiểu không? Tối ngày tu niệm Phật ăn chay không đọa gì nổi, đọa muốn đọa cũng đọa không nổi nữa. Còn ông quậy phá làng phá xóm không, ông không muốn đọa nó vẫn đọa. Tại đó là nhân quả nghiệp báo chứ đâu phải là chỗ ông muốn. Cái muốn khác, cái nhân quả nghiệp báo nó khác. Hai này nó khác nhau. Hết giờ nghỉ, hút giờ nghỉ. Hồi nãy trễ, bữa nay thì khám bệnh. Khách đông bệnh quá. Bệnh sợ luôn, toàn ung thư không. Chiều của cô Phật tử, không biết phải Phật tử không? Thầy bệnh con có chết không thầy? Trả lời sao vậy? Mình trả lời không á, nói dốc cổ sao? Mà lại trả lời chết chắc cổ đi luôn quá. Chưa bệnh nữa sợ đi luôn rồi. Không sao đâu, uống thuốc không sao đâu. Chứ nói sao vậy? Ung thư giai đoạn chót, bác sĩ chạy rồi hỏi bệnh có chết không? Rồi là không sao đâu, cái cổ là uống mấy ngày hết. Trời ơi, ung thư giai đoạn chót hỏi uống thuốc mấy ngày hết. Không, bởi vì kẹt dễ sợ luôn. Bệnh đâu dám nói dốc. Thì là uống chừng nào nó hết ha. Đừng có hỏi. Uống nào hết là nó hết, nó hết là biết nó hết à. Vậy thôi. Ai biết uống nào hết. Trời ơi, uống thư giai đoạn chót ai dám bảo hành, bảo kê, bảo đảm được. Cứ tấp tới đi rồi tính. Niệm Phật tới, tấp tới đi, có nhiều tiền cho người ta hết đi. Có nhiều sức tu hết đi, hết ga, hết sức đi, lúc đó đấu rồi. Đấy không quý vị. Ở đó mày còn lo mấy ngày, mấy tháng. Nó lo về tu. Nhưng mà thường thường quý vị, người ta cũng không tu, nó không có duyên. Chứ đâu phải nói là có duyên. Tới đó người ta giật mình, người ta tu đâu không có. Tới ôm hôm hôm quyền còn chưa giật mình. Thôi hết giờ. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng thì thầy cũng nói luôn là chùa mình không có lập Facebook để bán thuốc. Người nào mà lập Facebook, TikTok rồi để bán thuốc đó là không phải chùa của mình. Mà họ lấy những cái bài thầy nói chuyện hoặc thầy chỉ cho người ta hướng dẫn thuốc đó, họ lập trang, họ lừa đảo quý vị, lấy địa chỉ chùa của thầy, nói thuốc của thầy, mà tài khoản của họ, tất cả cái của họ hết, tiền họ lấy, tiếng thì chùa mang, đại lộ gì đó. Chứ có nhiều người lấy tay đây, sao lại để cho họ làm gì được? Không để mình làm gì người ta. Nó đi thưa rồi chứ. Ai đi thưa giùm. Thời gian ăn cơm, thời gian đi thưa. Cho nên thầy thông báo vậy đó. Ai biết cái thì tránh đi. Chấm bệnh vậy trên mạng biết bệnh hoạn đâu cho thuốc. Quý vị lợi tới bắt mạch này mà còn chật còn trúng đây chứ đừng có nói ở trên mạng kể ra. Mà toàn bệnh ngặt không chứ đâu phải bệnh mà đi mua tiệm thuốc Phật Ma Si đâu. Thầy con nhức đầu quá, chóng mặt quá à, đổ mồ hôi cho con 3 liều thuốc. Nam ra cho 3 liều. Hỏi ông nào ông em, ông em cô đó dưới quê mới lên chiều. Ông cũng làm luôn. Khổ lắm. Gặp trường hợp đó quý vị hãy hỏi rõ ràng, liên hệ trong phòng chùa. Số điện thoại bàn 028 3877 3877. Số điện thoại di động 0918 270
732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Vừa rồi là chúng ta cũng khánh thành được 2 con cầu, 6 căn nhà tình thương ở Cà Mau, và mình phát ra được 150 phần quà ở Cà Mau, và mình cũng xây mới 3 con cầu và khoảng 10 căn nhà ở Cà Mau. Và sắp tới thì chúng ta đi bàn giao ở Đức Huệ, Đức Hòa của Long An với của Bến Tre, và phát học bổng ở Tây Ninh, Đức Huệ. Nó nhiều lắm, chương trình đây tới Tết nhiều lắm. Ngày mai thầy còn đi phát quà ở Quy Đức. Rất là tri ân quý vị Phật tử đã hồng phước xây chùa cũng như là Phật điện, và tri ân quý vị Phật tử hồng phước xây dựng phòng thuốc nam từ thiện Thiện Pháp đang thi công. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang 10 phương chư Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.